Hình ảnh nhóm người leo núi dốc thẳng đứng, không dây bảo hộ giữa trời mưa phùn khiến cộng đồng mạng sợ online. Trên một vách núi gần như thẳng đứng cao chót vót, một nhóm người đang từ từ leo lên từng bậc thang. Mặc dù bậc thang khá ướt nhưng không có một dụng cụ hỗ trợ nào. Thậm chí còn không có dây bảo hộ và bên dưới là vực thẳm sâu hun hút. Cảnh tượng nguy hiểm này khiến cho người xem ai thấy cũng thót tim. Nhưng chàng trai dẫn đầu đoàn có vẻ mặt khá bình tĩnh. Một tay bám vào vách núi đá, tay còn lại cầm tripod quay lại hành trình của đoàn. Khiến cộng đồng mạng sợ online vì nếu anh sảy chân, nhóm người phía sau cũng sẽ chịu chung số phận. Một số người cho rằng do góc quay của anh chàng tạo nên độ nguy hiểm cho video, còn thực tế thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng không, đây là một đoạn đường tại pháo đài Hariha có độ dốc 80 độ. Người đi bộ phải trèo lên một cầu thang dốc thẳng đứng bằng đá vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thế nhưng nơi đây vẫn thu hút khá nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm cho cảm giác mạnh này. Nếu là bạn, bạn có can đảm để chinh phục pháo đài có độ dốc đáng sợ này hay không? Hãy chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé!